Gia đình Lia và Timo xin kính chào quý ông bà cô chú. Kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe bình an. Hôm nay thì mời ông bà cô chú xem và ngắm hoa tự đinh hương. Rồi sẵn khoe với ông bà là cái vườn rau nhà Uyên nha. Cái hàng rào hoa này là của ông hàng xóm nhưng nó lại mọc cạnh ở nhà Uyên. Hoa rất là thơm. Cái hàng rào hoa này là nó mọc cái cạnh cửa sổ phòng ngủ của Uyên á. Mỗi buổi sáng mà mở cửa sổ ra thơm ngạt ngào. Nhưng mà có rất là nhiều người bị dính với phấn hoa này á cả nhà. Họ rất là khó chịu. Thì cũng may mắn là Uyên có không bị dính nó mà ghiền nó. Thơm lắm. Ngoài hai màu này ra thì hoa nó còn màu tím hoa cà rất là đẹp. Cái màu hoa cà nó ngọt lắm. Thì Quyên rất là may mắn, ở nhà cũ mình cũng có hoa tự đinh hương và đến đây thì cũng được ngắm hoa ké từ ông hàng xóm. Còn đây nè, đây là cải của Quyên lên nè, thì cũng gieo hơn hơn tháng đó cả nhà. Do nó khí hậu nó còn lạnh đó, nên nó không có tốt như mấy vùng khác, nhưng mà gì là tạm ổn đó nè. Rau của Quyên thì thấy chưa có bị mấy con sên nó ăn, chắc còn lạnh nó chưa có lú lên á. Chỗ này Quyên có treo cái chuông gió để cho chim đừng lại phá rau á. Ngò của Quyên nè, Quyên có được cho cái bịch ngò chịu nhiệt 4 mùa đó, nên là Quyên sẽ có ngò ăn vĩnh viễn rồi đó, tức là nó sẽ sống lại, nó mùa đông vẫn sống nha cả nhà. Đây ngò to lắm, thân này to lắm nè, nhà thấy thân to không? Quyên thích ăn ngò lắm, ăn tô mì rồi gói cũng được nữa, mà có ngò với hành là nó thơm. Cái này rau răm Quyên trồng hồi từ hồi mùa đầu xuân tới giờ đó. Cái này Quyên chưa biết cây gì luôn, Quyên cũng không biết là nó một cây gì, trong chậu chậu cũ nè. Quyên đem lên đây. Chú anh chị thấy rau rau cải xanh đó, mà cái lá nó không có được vàng đậm, nó không được xanh đậm, nó hơi non non vàng vàng á, không biết có thiếu chất gì không. Cái này cái cỏ ngò nè cả nhà, thấy nó mọc không, ngon không? Quyên mê ngò lắm. Bây giờ Quyên cũng không dám nhổ nữa, mấy cái này là cỏ nè, bây giờ chỉ thấy cái nào xác định đúng cỏ mới nhổ thôi, còn mấy cây nhỏ nhỏ khi là cây rau á cả nhà. Ra quá trời, nguyên một cái vùng mày luôn á. Lúc thì mênh mông, lúc thì không có mà ăn. Gió gió lồng lộng luôn. Hôm trước cả nhà thấy nguyên nguyên chùm ni lông tới đây, nhưng mà cuối cùng gió nó làm rách rồi. Cây cải của nguyên nè, rau là chua nè, cái thân này ăn giống như bạc hà chua vậy đó cả nhà, thấy to không? Nó mọc lại hàng năm á, cây này lâu năm lắm rồi, lá rất là to. Lấy cái này mình ăn cái này thôi, còn cái lá này mình nếu mà mình ngâm á, mình nấu lên á, mình xịt cho cây cối nó diệt sâu kiến. Cái thân này nè mình ăn giống như là bạc hà chua thôi. Ở đây người ta làm bánh, làm các món ăn nữa, nhưng mà bánh người ta thường ăn bánh với cái rau này. Nguyên chiếc chiếc giống trò chơi ha. Đó, rau diếp cá của Nguyên, Nguyên ăn cũng mấy đợt rồi. Cải lá to nè. Cải hôm nay Nguyên mới hái mấy lá cải này vô ăn. Rau tím. Rau là rau húng, rau thơm của miền Nam gọi rau thơm. Cũng thấy nhiều chỗ gọi húng láng rồi, húng chó gì nữa. Kìa cả nhà thấy không? Khổ qua anh em ra chết nữa rồi đó. Năm nào đem khổ qua cũng chết chân á. Năm ngoái thì đem giữa tháng 5, bây giờ đem ra chậm hơn mà vẫn chết. Còn đây hẹ tươi tốt nè. Quyên biết rồi, hẹ Quyên phải để cho nó có bông rụng lên nó mới mọc nhiều hơn. Chứ năm nào mua hẹ ăn xong cũng không có mọc lại nhà ơi. Đây, hôm nay trái đào lông của Quyên nó lớn rồi nè. Cái đào lông mới mua mà giờ trái nè. To rồi đó, nhiều lắm. Hình như Timo với ba nó về đó.
Còn cây này cây táo. Đây. Đây, hôm nay là cãi quá trời lớp tốt rồi. Đi mau về thấy không? Như vậy là cái mẹ con kia là cần ô. Sao con? Con chào bà cô chú đi mẹ vô liền làm tiếp Dạ cho. vâng bà cô chú. Đi, Lia đang nói chuyện với bà ba trong á, để mẹ vô nha. Dạ. Con đi đâu mới về vậy nói mà nghe coi. Bao mắt nét À, đi bao mát đi Netto đi siêu thị á đi. tù. Dạ. Bắt Express khấu vô mama, hấp Express vô mama rồi khấu. Dạ. Trong bà xem nè, cái này con biết cái gì không? Nói đúng đi. Cái này có củ tròn như vậy nè, mình hay luộc ăn á. Das Tubig đôi á, người Đức thích ăn cái này lắm. Là cái gì? Dạ, mua cho mẹ nhưng mà giờ không có đưa hả? Hoa này cải xoăn đẹp quá cái gì? Dạ. Orange. Orange, the can of Pfirsich. Ja, die muss das Mama geschenken. Pfirsich, ja. Danke schön. Nein, Aber ja später. À, später gib her mama, dạ. Ừ? Cái này tí tô nè. Tí tô lên cũng không được. Das Ê, nó ist bị con gì ăn hết trơn hay video. trời. Ăn hết trơn nè. Con gì ăn này cục đầu luôn nè. Tí tô năm nay ở trong chậu còn thôi. Ở ngoài chậu đất này nó không lên một cây luôn cả nhà. Hàng năm nó lên nhiều lắm. Mình nghĩ năm nay thời tiết xấu nó không có lên. Con này là húng chó rồi nè. Nó lên lại nè. Trồng cây này thì nó lên lại hàng năm. Nhỏ ở dâu. Mẹ biết rồi. Chưa mẹ vô bếp mẹ làm bếp. Mẹ vô mẹ bếp mẹ coi đi vô đi ra là nhông đang nói chuyện nhông mới đi vô. Đi vô con. Nắm tay mẹ hả? Có mua hoa cho mẹ nữa hả? Ồ ồ. Nếu trung mama xô xé. Con thương mẹ lắm hả? Đúng kia nè. Lúm khén á. Ừ. À, con mua cái hạt để mà mua cho mẹ Aber chồng chị hả? muốn noch nicht gekauft. Chị muốn muss erst kaufen. Hab die mal Papi gefragt. Papi hat ja gesagt. Dạ, mà không khấu bên später. Dạ, nicht so später. Dạ, ok, yes nè. Ok. Guten Morgen. Morgen. Timo. Bà kêu con nghe. Không được ăn không được rồi ba ơi. Bé bây giờ này cây xương rồng. Ba thua rồi. Ba có một lần cơ hội thôi. À, ba có một lần thắng à. Ba có một lần thắng rồi, Lia 4 lần thắng rồi. Da muss ich noch das malen. Dễ cho ba có cơ hội thắng nha. Dạ, cái này dễ bà ba. Cái này không có. Tại mình nó Dễ dễ mà. hơn, cái dễ làm. Bà ba của Lia 83 tuổi rồi. Bà ba của Lia.
Bà Golia là bà ba Chỗ lên. ấy. Dạ, đi tránh rồi bà ba cho ăn vi Ba ba đai chỗ ấy. nô Ba ba dài quá mẹ. Bà ba già quá rồi. Ba ba chết chỗ đâu mà. Nay không có nói vậy, bà còn sống mà, không có nói vậy, unclus Ba nha. ba ba chết. Bà ba sống tới 100 tuổi đâu, nha. Tầm tuổi thôi nó cũng bơm bơm lóc. Bà ba không mất rồi, bà sống hoài trong trái tim con nghe, mẹ dạy rồi đó. Mình nghĩ tới người đó là người đó sống hoài suốt đời với mình nha. Mẹ cái áo tao áo lại con, mẹ sửa tao áo con lại nè, tao áo này nó bị giật rồi Chưa nè. xong, chưa xong Bây giờ mà áo quá trời dâu luôn thấy không, bà cô chú quá trời màu luôn người ta. cái gì xong cái này ăn được không? Thơm à, và tao này ăn được. À cái này ăn được không? Dạ. Cái này là cái nho, nho xanh. Cái nào cũng được. Ba phải tu cái này là gì? Cái cây đó, cây cái bên là cây táo, còn mấy cái đó là cái Thì gì? cái kem là gì Biết rồi, mày đoán rồi. á? À, cái là cái này chỉ giống cái lá mà cái lá cây quá. Đúng không con, đúng không con? Đó là gì? Cái lá là blade đó, trứng. Đúng rồi. Chịu ăn hô ba đi Đúng con. Trời, ba thắng rồi ta. cái Cái hôm gì? nay là ba ba dễ. Ra đi làm dễ cho ba thắng đó. Thương mà ba lắm luôn á. Mẹ nói bộ tập ba được không? Bà ba ơi, Lia làm dễ cho bà ba để bà ba thắng đó. Con chào chị Hai Lan đi con. Xin chào chị Lan. Con hỏi với Bigis đi, con hỏi Bigis đi đi. Nói tiếng Việt đi, Bigis đi. Chị Hai khỏe không? Thế mà cái không đóng gì thì mà tắt. Đâu có đâu. Tắt rồi hả? Này đã thì im. Tại vì mạng mất á. Cái gì là cái khác bà ba? À bà đi gì là cái gì? Dễ dễ bà ba nói dễ mà đúng không? Bà ba Dễ thích dễ dễ. gì ra dễ cái gì trên áo đi ha, đó đi ha. Pastas. Nó đi rồi. Pastas. Không nói. Thì bà ba tên bà ba biết rồi. Hình nói là bà biết thôi con. Nói tiếng Đức đi. Xin I pause. đi thấy nó giống gì á nó. Mẹ không biết. Đây là cái này phải không? Không Ở đây sai đúng. Không có chắc mẹ dẹp rồi. Pause. Mẹ dẹp. Đi Nè. thấy nó mà. Con nhìn coi nè. Không phải. Tôi cũng không phải. Con chơi trái cây đi mà ba thích ăn trái cây với rau củ à. Pause. Cái cây đi được rồi. Force. Cái cây Không sao á. đi dễ force. Mẹ đi dạ force không được. Con suy nghĩ đi. Con suy nghĩ đi. Đi à. Bất tí ta đâu. Cái này không? Thôi vậy cái của con á. Đây đây nè, đây nè blazer đó, đây đây. Bà ba biết. SB đó, bà ba không biết đâu. Mà nói tiếng Đức mà đâu biết đâu. Good. Bà ba biết được là bà ba hôm nay là lúc kích thác đó. Để đứng bà ba biết cái này. Bà ba không biết đâu. Chắc xong rồi. Chắc xong rồi. Đang bị nặng ở trong bếp nấu đồ ăn á, mà thấy Lia nói chuyện với ba chạy cầm máy quay cho ông bà cô chú xem nè. Yes, it không biết was mine. hả Carrot. đúng Thì bà ba, chú hai lần cái này đang bà ba là giỏi. à, bà ba mà đố lần này nữa là bà ba giỏi, đoán đúng nữa là bà giỏi đó. Và đoán đúng 2 lần rồi.
Lia học tiếng Việt với bà ba đó, ông bà cô chú cuối tuần là Lia rảnh là Lia Bà sẽ nói ba chuyện đi với đâu bà. rồi? Sao nhờ bà ba? Con đón rồi, đố bà ba đi, nó màu gì, ăn được không? Nói đàng hoàng cho ba biết biết chứ. Bà ba ơi, cái là màu cam. Un màu chúa. Màu cam, màu chúa. Màu cam, màu cam, màu cam, màu chúa. Màu cam, màu chúa, màu cam. Màu cam, màu chúa. Màu cam, màu chúa. Hai cái loại đó khác nhau đó bà ba ơi. Dì ba ơi, một cái màu đỏ, một cái màu cam. Con nói hạt bên ngoài đi, con nói hạt mọc bên ngoài bà ba không biết đâu. Hạt bên ngoài. Đó, hạt nó mọc bên ngoài chứ nó không mọc bên trong. Bà ba biết không? Chắc bà ba nói trái điều bà quá à. Ba giống Trái điều bà lộn hộp. Ba. Thì bà ba biết bà ba là giỏi lắm. Bà ba biết là bà giỏi lắm. Để bà nhìn kỹ cái trái này là cái cuốn ba chơi là cái cuốn này, cái cuốn đúng không? Cái cuốn đúng rồi, bà nói đúng rồi, cái cuốn là cái rule ở trên đó, cái standard đó. Đúng 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 đúng. Cái này tao nhớ cái này có cái hạt này, có cái hạt ở ngoài ta. Cái hạt ở ngoài. Và đón đi, đừng nói trái đều được rồi. Đừng le lưỡi con, không le răng ra. Sao sao ở trên thì cái cuốn ở dưới nó có ba cái, một hạt, hai hạt, ba hạt, bốn hạt, tại sao ta? Là gì? Rồi ba hạt đó. Cái đó không phải trái cây, nó thuộc rau củ. Rau củ. Củ cải. Củ cải là gì? Củ cải là gì? Và đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Bà ba giỏi lắm. Hô ra đi. Bà good morning. Ba hô ra bà ba đi con. Bà ba good morning. Bà ba ngồi bên cho bà ba đâu đâu, bà ba mới thắng lần mà nè. Bà ba lớn tuổi rồi, bà thắng mà. Mà con muốn nói mẹ. Thôi đi. Cảm ơn mẹ, mẹ nói bà ba good morning được. Bà ba thắng rồi, hô ra. Quang hô chúc mừng bà ba. Bà ba thua hả? Thắng rồi, bà ba thắng rồi. Thắng. Thắng rồi. Đúng rồi, trả lời ba đi con. Cái gì? Bà ba hỏi bà thắng hay thua kìa, con quyết định đi. Bà ba, thắng là thắng, ui là gì, thắng là gì? Thắng là Gavon. Ôn thua. Thua là Nick Gavon. Polon nhá. Bon là thắng, bà ba thắng rồi. Bà ba thắng rồi. Bà ba chiến thắng rồi. Tạm biệt chị Long, tạm biệt bà ba. Tạm biệt chị Long. Tạm biệt. Con tắt máy đi con. Lê tắt bà ba được không? Bà ba cho Lê tắt máy nha. Chúc bà ba làm sao con? Chúc bà ba làm sao? Chúc bà ba nhiều sức khỏe. Tạm biệt. Chúc bà ba nhiều. Bà ba chúc bà ba lớn đi học giỏi. Đúng không? Dạ. Học cho thật.
bác sĩ là ác hết con. Hôm nay đầu Uyên, hôm nay đầu Uyên chiên cái thịt này nè, này thịt ức gà xay cà rốt với hành tây thôi cả nhà, ăn với salad. Đắng cơ sườn nha. Bà nó mua trái tầm bóp nè, trái này Timo mới nói đố Uyên đó, có hạt với màu cam nè, phía xịt Timo hay không, nick phía xịt Timo apricot rồi. Apricot apple. Never deny to nicht gekauft. Baba vergesst zu kaufen. Nein, Papi, nicht. Ich will später nochmal zum Netto gehen. Timo und Papi fragen, ob Papi das später kauft, weil Papi gesagt, wir gehen später nochmal zum Netto und Papi ja gesagt. Ja. Also Timo später mit Papi für Mami kaufen. Für was? Weil Timo. Hai cha con nó phải đi mua đồ tiếp tục. Nguyên dặn là mua bông cải, mua cá hồi để cho ngày mai ăn sáng cái tụi nhỏ. Mà anh đi mua về salad. Anh mua salad với anh mua mấy cái trái táo với cái đó thôi đó. Mai đâu có gì đâu ăn. Thiệt, nó thiệt con ghi, anh ghi giấy không ghi đó, nó nhớ. Có kỳ của Nguyên dặn mua trứng thì đem mua bơ về. Đó. Em forget à. Đi mua kìa. Giờ Timo theo nhắc á. Giờ Nguyên dặn là mua bánh mì nè, mua cá với mua bông cải đó. Mua về có ba thứ mà không mua đúng thôi. Need for guests á, need fun rồi khâu chứ. Đắng rồi đi. Yeah. Fish, poison, broccoli. Thiệt. Bởi nay mà có tuổi rồi bị vậy, Nguyên cũng vậy nha cả nhà ơi. Bị hoài à, bị quên hoài à. Bữa trưa đã hoàn thành, bữa trưa hôm nay là Uyên ăn thịt gà đó, nãy Uyên quay cho chú xem. Tim nó là tim của con cừu non á. Uyên mua ở tiệm của người Thổ Nhĩ Kỳ á. Salad, Timo nó ăn bún. Đó, ba nó ăn vậy thôi á. Cái nước này, cái nước của cải á. Hôm qua ăn xúc xích còn dư cả nhà. Cắp cải nè, cải tím á. Thôi. Nhà Uyên ăn chỉ đơn giản vậy thôi. Của Uyên có ớt đó. Hồi nãy Uyên không có thời gian hái rau vô luôn á. Làm này làm nọ chú Lê xây cái chưa hái rau, để rau lớn đi. Mai mốt gì ăn hết cả nhà. Ăn tim đó mà cuốn rau cải xanh ngon lắm. Giờ mới nghĩ ra muộn rồi. Uyên kết thúc video đây. Uyên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn dành thời gian theo dõi video của gia đình Uyên. Chúc cả nhà mình có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.